các tip dành cho các bạn mới chơi Yebito. 1. Thay đồ. Nếu các bạn quẹt lên mà thấy chiếc nhân vật thì bấm vô đi nha. Ban đầu mình tưởng là không phải thay đồ nhưng mà thật ra là thay đồ đó. Vào đây thì có rất là nhiều đồ và đa số toàn là đồ của nhà giàu thôi. Muốn mua thì bấm chữ mua và thanh toán nha, thì mình không có ngu đâu. 2. Công cụ kiếm tiền. Rồi ở trên phần nội dung mới bấm nhiệm vụ với xu miễn phí liền. Ở đây có 10 nhiệm vụ mỗi ngày. Nếu mà muốn làm thì bấm chữ đi đếm và mình làm theo. Có khi bạn đâu có chuyện nhận rồi mà nhận được. Nếu mà 5 cái thì sẽ được thưởng, 10 cái thì sẽ được thưởng. Qua phần xu miễn phí. Phần xu miễn phí có rất là nhiều chương trình luôn. Chờ thử một cái nha, nhưng mà thường sẽ rất là xui. Bằng câu quảng cáo thôi. Cái này là lật ngẫu nhiên nè. Nếu mà lật được 3 cái máy bay sẽ được 5.000. Nhưng mà khó lắm. 3 làm phong cách. Đây kế bên công cụ kiếm tiền, bấm vô phong cách giùm. Ở đây thì có rất là nhiều phong cách của các người chơi khác. Và các bạn có thể bấm like vì thấy thích. Rồi mình có thể tự tạo của riêng mình luôn nha. Mình bấm vào dấu cộng, chọn những cái hoạt động, những cái hình đó. Ngoài thì bấm nét và ghi tiêu đề. Chọn chủ đề và bấm upload. Nó có chữ Nice Style là hoàn thành nha. Muốn xem thì vào app của mình và bấm nhờ chữ phong cách. Rồi tự mình like cho mình luôn nha. Bước 4. Đặt avatar. Bấm vào app của mấy bạn. Bấm vào thay đổi profile. Bấm vào cái màn ảnh kế bên cái avatar. Đổi ảnh profile. Mình biết tới đây có các bạn sẽ tua qua vì các bạn nghĩ cái này không phải là avatar hình. Nhưng mà yên tâm, các bạn chọn sau đó thu nhỏ cái con nhân vật của các bạn lại nha. Để nó qua một cái bên mà không thể thấy được. Lưu ảnh về và mình sẽ đặt làm avatar. Quay lại mình bấm vào phần background và mình thêm cái ảnh vừa nãy mình lưu vô nha. Điệu điệu thêm filter vô. Các bạn bấm lưu và đon là ok nha. Nhưng mà do nãy mình lag, các bạn thắc mắc thì để phần comment nha. Bye bye.